Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Lợi vừa tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho khối học sinh trung học cơ sở cấp huyện năm học 2022-2023. Đối tượng tham gia là các em học sinh đang học lớp 8, lớp 9 có kết quả học tập và hạnh kiểm đạt loại khá trở lên. Cuộc thi khoa học kỹ thuật năm 2022-2023 có hơn 20 sản phẩm được tuyển chọn từ các trường trung học cơ sở trong toàn huyện. Theo đó, mỗi trường sẽ đăng ký từ 3 dự án khoa học hoặc kỹ thuật. Mỗi sản phẩm được sự hướng dẫn của các giáo viên có kinh nghiệm, chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của người dự thi và ký phê duyệt kế hoạch nghiên cứu trước cho học sinh tiến hành nghiên cứu thực hiện, giúp học sinh hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu đề tài, hoàn thiện dự án hồ sơ và viết báo cáo kết quả nghiên cứu để tham gia. Nội dung các đề tài được các thí sinh tham gia thực hiện như bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, dụng cụ phục vụ cho sinh hoạt gia đình, đồ dùng trong học tập, ứng dụng khoa học vào bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các thí sinh sẽ thuyết trình về dự án của mình tham gia trước ban giám khảo, nêu lên kết quả ứng dụng của dự án vào thực tiễn cuộc sống. Hội thi nhằm khuyến khích học sinh nâng cao năng lực thực hành, khả năng sáng tạo, tăng cường vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào thực tiễn, góp phần đổi mới hoạt động phương pháp dạy học, phát triển năng lực tư duy độc lập, tự nghiên cứu sáng tạo. Kết thúc hội thi, ban tổ chức sẽ chọn ra các dự án mang tính hiệu quả cao để trao giải thưởng, đồng thời chọn tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở do tỉnh tổ chức trong thời gian tới.